Chào các bạn. Wow, các bạn nhìn nè, hôm qua mình có làm một cái video ha cho 4 ngày. Từ cái ngày nó ra cái mail nhỏ nhỏ trong bịch như vậy nè, như đây nè. Rồi đây là cái 5 ngày sau đây. 5 ngày. Chỉ sau 1 ngày thôi nó lớn hẳn nếu mà các bạn có coi cái video 4 ngày ha. Wow, đã ghê. Trời, con gì đây? Nó thấy nấm ngon quá, chắc nó muốn ăn. Thì mình tưới nước. Thì hôm nay mình phải cắt, bắt buộc phải cắt. Các bạn mình cứ xịt nước vô. Thì mình cố gắng để mà xịt nước vô thì mình xịt đó, mình thấy những cái nấm nhỏ là nó hút nước nhanh nhất các bạn coi. Đó, nó hút vô hết các bạn coi. Rồi như cái này là nó hút sạch luôn. Cái nấm nhỏ là nó hút hết. Vậy bây giờ là mình sẽ cắt ngay dưới cái thân này nè, đó các bạn thấy không? Đó, mình sẽ chắc mình lấy con dao hay gì đó, con dao. Thế mình cắt ở dưới, cắt lên như thế này. Này là hai cái nha. Uổng ghê, mấy cái nấm con ở dưới đây nè, nó ra quá tài. Quá tài chưa? Chắc mình phải cắt cái này đi. Thì những cái mèo mới này nó ra, cái nấm con mới nó ra thì nó sẽ lớn lên nhanh hơn. Mình nghĩ chú cái tay này cũng dày lắm á. Đó, thì cái dạng nấm này nó sẽ ra nhỏ như vậy chứ không có như từng cái nấm bào ngư của Việt Nam mình. Nó to. Còn cái nấm này nó nhỏ vậy thôi các bạn. Hai ngón tay của mình đây. Đó. Ồ, nó nhỏ. Đây, cái này mình thấy là bự nhất nè. Mình để hai ngón tay tới đây thì nó cỡ chừng đây, cỡ chừng 2 cm hả? Đó rồi, cho các bạn biết vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đây à, còn cái bịch này thì may quá nó ra chậm. Nó ra chậm thì mình còn có cơ hội để ăn nó sau. Rồi, ok, bye các bạn ha.